Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về mẫu từ đường đẹp. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato chúng tôi đang có mặt tại Nghi Thiết, Nghệ An. Đứng bên cạnh tôi đây là Bắc Xuân, đại diện chủ đầu tư của công trình là Bùi Tộc Đường. Vâng, cháu chào bác ạ. Vâng, thì hôm nay thì chúng tôi có quay lại thăm bác sau khi công trình đang vào những giai đoạn cuối của hoàn thiện. Thì chúng tôi có thiết kế và thi công công trình từ đường này luôn. Thì bác Xuân ơi, thì công trình này là mình bắt đầu thi công từ tháng 3 bác nhỉ? Tháng 3. Đến nay là vào giai đoạn hoàn thiện là được 5 tháng rồi, hơn 5 tháng rồi bác nhỉ? Thì của mình ở đây là bác để giải thích thêm cho mọi người là cái từ đường này là bao nhiêu đời không ạ? Cái từ đường này thì đạt là đến đời này là đời 9 rồi. Đời thứ 9 đúng không ạ? Vâng. Thì sau đây xin mời các bạn cùng ngắm qua cái khuôn viên của công trình từ đường trước khi vào bên trong nhé. Thank you.
Xuân là trước khi kết thúc video thì cháu muốn hỏi bác chút là thì từ đầu quá trình bây giờ từ thiết kế đến thi công ấy thì bác có cảm thấy là hài lòng về cái sản phẩm của công ty không ạ? Nói chung là từ ngày mà bắt đầu thi công cho đến bây giờ thì rất cảm ơn công ty đã đỡ là gia đình vì dòng họ là hoàn thành nhà thờ. Thế thì có nhiều người đến đây họ tham khảo công trình này không ạ? Có nhiều người đến tham khảo khen đẹp. Họ khen đẹp không ạ? Thế thì ở đây thì cháu hỏi thêm là cái mẫu từ đường mà bọn cháu thiết kế cho bác ấy thì đã có ai có cái mẫu này hay là như nào? Ở đây thì chưa. Mình làm đầu tiên. Tức là họ cũng làm từ đường nhưng mà mẫu họ là mẫu cổ rồi đúng không ạ? Đấy thì chúng tôi mong luôn luôn mong muốn là mang lại những cái mới, kể cả những công trình tâm linh như thế này. Đấy, chia sẻ với mọi người thì ở phía bên ngoài khu vực cổng thì cũng có hai cột đèn nhỏ và giữa là khắc chữ Bùi Tộc Đường, trang trí rất là đẹp, đơn giản, và hai bên là hai câu đối. Đấy, anh Thủy và Đinh thì đứng lùi xa cho mọi người xem tổng thể. Ở đây thì chúng tôi thiết kế gia chủ được có cái lợi thế đó là từ đường ở rất trên cao kia. Đấy, các bạn nhìn thấy cái thế đất nó đã ở trên cao rồi. Đấy, em biết là làm sao mà tạo cho khuôn viên nó phù hợp với cái không gian của từ đường nổi bật lên công trình từ đường này. Rồi đó, anh có thể là zoom lên ạ. Đấy, bên ngoài thì chúng tôi làm đơn giản thôi. Đấy, đi xuống chỗ Bùi Tộc Đường. Ok. Rồi, sau đây xin mời các bạn cùng vào bên trong. Do thế đất ở đây thì cũng khá là cao nên gia đình có tận dụng luôn để làm bậc thang đi lên chứ không phải đánh hết toàn bộ khuôn đất đi. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây 1 2 3 4 5 6 7 bậc. Đấy, ở dưới này chúng ta bước lên trên 7 bậc. Lên trên không gian. Sau này thì hai bên thì gia đình sẽ đặt thêm các cái chậu cây cảnh. Sau này tường thì mình có muốn trang trí góc vẽ thế không bác? Nếu sơn được nữa. Sơn thì là ốp. Và dưới chân tường ốp sạch. Toàn bộ cái khuôn viên sân vườn này gia chủ cũng lát bằng đá luôn, rất là sạch sẽ. Đấy, anh Thủy có thể đứng từ đây anh view lại cái cổng của khu vực từ đường. Xem là cái cách bài trí của công trình từ đường có hợp lý không ạ? Đấy, anh cứ thu nhỏ, anh lùi một tí cho mọi người để xem là cái cách chúng tôi bố trí bài trí. Đấy, và đây xin thưa các bạn nhắc lại một lần nữa là cái thế đất nó đã bị cao như này thì chúng tôi phải giật cấp đi để xử lý cái khuôn viên này. Đó. Rồi, ok. Bác Văn Xuân ơi, cháu nhờ tí. Chia sẻ với mọi người trên này ấy, thì nó lại là một cái thế đất cao hơn nữa để chúng tôi lại tiếp tục dập 7 bậc lên. Đấy, nhưng mà chúng tôi không làm như ở bên dưới kia. Bên dưới kia thì là đi thẳng luôn lên, nhưng mà bên này ấy, thì do là sát luôn với công trình từ đường và cũng về ý nghĩa về tâm linh thì thường là không ai là đi thẳng cả, thì thường là phải đi hai bên đúng không ạ? Ví dụ đi vào một bên và đi ra một bên. Đấy, chứ không ai đi ở gian giữa là gian thầu gấp cụ cả. Đấy, bên ý trưởng đây chúng tôi làm 7 bậc toàn bộ ốp lát đá hết, và ở khu vực dưới này thì là sẽ là bồn hoa đúng không bác? Và bên trên thì là một cái tấm đá, phía sau sẽ là khắc cái chữ tâm. Tâm ở đây có ý nghĩa là gì bác? Là tâm linh, tâm đức, tâm và, tức là tâm của con tâm cháu. Của con cháu. Đúng không ạ? Để tâm linh của chủ viên nữa. Và cũng như là cái tâm của mọi người để hướng về cái công trình từ đường này. Và Bùi Tộc Đường. Và bác có thể chia sẻ cháu thêm là cái hai cái tượng mà bác mua kia là ý nghĩa là gì không ạ? À, đó là hai tượng ông hổ mới ra 10 giây lên 10. Chú quý lên 12 cái ông hổ. Anh lùi một tí. Anh lùi xa một tí cho mọi người quan sát. Bác lên đây cháu. Đấy, các bạn nhìn thấy. Lên một phía và xuống một phía. À, bảy chục kiểu.
này sau này. Và chia sẻ mọi người thêm, đây là cái phần cuốn thư. Cuốn thư thì chưa đặt, chúng tôi sẽ đặt ở giữa này. Thì bán nhiên, đúng không ạ? Thì rất là hợp lý. Đấy, và công trình nhìn cực kỳ là đẹp. Đây các bạn có thể nhìn thấy là bác có thể giới thiệu về về tác phẩm này. Hồ, đúng không? Đá này đá gì bác? Đá này gọi là đá quỳ hợp thôi. Đá quỳ hợp. Ở Nghệ An có loại đá này. Đấy, các bạn nhìn thấy là coi như là những cái linh vật để trông giữ từ đường luôn, đúng không bác? Và đây anh có thể sang bên này. Toàn bộ bằng đá hết nhá. Bác chia sẻ thêm là cái sản phẩm này thì ở đây có đắt không? Đây thì tầm tầm 80-90 triệu. Một đôi hay là con? Một đôi. Một đôi tầm 90 triệu. Và 90 triệu. Rất đẹp. Nếu mà có gia đình có điều kiện giống như bác Xuân thì có thể mua đá hoặc là cũng có thể là bắt vẽ được, cũng được, thì tùy gia đình. Và các bạn có thể nhìn thêm, đây là cái sản phẩm cột đèn mà công ty chúng tôi đắp vẽ cho gia đình của bác. Thì giống như tất cả công trình từ đường khác tôi chia sẻ rồi, thì rất là nhiều người thích là sản phẩm là cột đèn nó phải bằng đá. Thì đá thì nó cũng có cái hay của nó rất là sạch sẽ, nhưng nó sẽ không có hồn bằng sản phẩm mà chúng ta đắp vẽ của bác. Đây các bạn nhìn thấy đây toàn bộ đắp vẽ đây. Đấy. Anh cameraman quay chi tiết những cái quả dành dành này. Đẹp quá rồi bác. Đấy, cái này hơi trước đấy. Các bạn có thể xem đây, ngoài chữ Hán thì là có luôn chữ dịch tiếng Việt ở khác luôn. Đây là nhà mình ghi thêm vào đúng không ạ, cho con cháu dễ đọc. Đây là Thiên Thu Đức Thịnh Đắc Phồn Vinh, các bạn có thể xem qua. Đấy, anh ấy chiếu thể nhẹ nhàng lắm. Thiên Thu Đức Thịnh Đắc Phồn Vinh, toàn bộ chữ này là chúng tôi khắc hết nhá. Đấy, chúng tôi đắp xi măng xong rồi khắc. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái hồn hay không ấy, nó ở cái phần chữ này. Đấy, hoặc là những cái chi tiết trang trí này. Đấy, và toàn bộ phần sơn thì chúng tôi cũng sơn luôn cho gia đình. Đấy, cái nước sơn nhìn rất là bóng đẹp đúng không ạ? Ok ạ. Đấy, anh có thể đứng đây anh quay từ xa cho mọi người. Đấy, cây cột bên kia anh quay xa đi cho mọi người xem. Đấy. Rồi ok, anh đi ra góc kia để tôi đọc cho mọi người chữ này. Đây còn dòng chữ bên này đó là cành nhân bền vạn thủa hoa tươi. Đấy. Rất đẹp đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sang dòng chữ bên này nhá. Bên này phía đằng trước là vạn cổ công thành danh hiến đạt. Còn bên hông là cội phúc lớn muôn đời quả ngọt. Đấy, những cái câu chữ rất là ý nghĩa cho con cháu đời sau nhớ đến. Và chúng ta lại có một cái khoảng không sân vườn rất là rộng. Đấy, ở đây các bạn nhìn thấy bảy bậc lên một khoảng sân rộng, sau đó lại bảy bậc lên một khoảng không nữa. Đấy, rất là tuyệt vời và nó có ý nghĩa về mặt phong thủy. Đặc biệt là vị thế của công trình từ đường ở đây là đứng đây là nhìn ra biển chỗ cửa lò đấy đúng không? Đấy. Sau đó chúng ta ba bậc chúng ta phải dập lên trên đường đường đường. Cho nói rồi. Và nếu mà những người thông thường ấy nhìn qua ấy, thì tưởng rằng đây là cột gỗ. Đấy, các bạn nhìn thấy. Nhưng mà thực chất là cột bê tông giả gỗ. Thì quan điểm của tôi bây giờ ấy là công trình từ đường bằng bê tông giả gỗ là công trình nên làm và lên phổ biến, tại vì nó sẽ bền mãi theo thời gian chứ không giống như công trình gỗ. Tại vì gỗ bây giờ chúng ta rất là ăn may, không thể lúc nào chúng ta cũng chọn được những cái cây gỗ tốt cả. Đấy, và các bạn biết là thị trường khai thác gỗ bây giờ lại là rất là nhiều nữa. Đấy, chúng ta vừa gì ạ, vừa bảo vệ môi trường mà lại vừa là làm đẹp đúng không bác? Đấy. Và ba gian các bạn nhé, bác có thể chia sẻ với mọi người là kích thước của ba gian này bác còn nhớ không? Kích thước là ba gian này là một gian là 2m3 và 2m3 cái bồi là 2m3
chia đều hết là 2.3. Đây là toàn bộ bên dưới chân cột là đá hết các bạn nhé. Chân cột là đá hết. Rồi, xin mời mọi người vào khoảng hiên này. Hiên này là khoảng bao nhiêu mét bác? Hiên này là khoảng 2. Đây anh Thủy, anh đứng cuối góc đây đi. Anh chiếu vào các cái chi tiết còn vậy. Sau mình làm cái đèn dầm. Cái chỗ đèn dầm đây thì bác sử dụng luôn đèn led là đi dây luôn ở trong âm luôn trong bê tông luôn đấy, thì cái này cũng, các bạn cũng lên học hỏi rất tiện lợi. Rất là nhiều nhà là sau khi làm rồi thì bắt đầu là đi dây ra rất là lằng nhằng. Mà đèn led thì theo tôi là đi lên đi đèn led chứ đừng đi theo cái kiểu đèn đỏ nhá thì nó không sáng. Đấy, các bạn nhìn các cái chi tiết trang trí hoàn toàn nó vẽ đây. Và rất là nhiều người thắc mắc hỏi tôi là thế thì cái xui mè nó làm mỏng như vậy thì có liệu đảm bảo về kết cấu không? Đấy, như chia sẻ với mọi người tất cả đây là xui mè bằng kết cấu bê tông cốt thép hết. Mà trong này là đều có cốt thép, cốt thép sợi nhỏ các bạn. Đấy, kể cả những cái đòn bẩy này, xà gồ này, các bạn để xem. Gỗ này là mình đặt gỗ gì bác nhỉ? Gỗ ở đây đặt gì? Gỗ này mình đặt ở đây đúng không? Thì cháu xin phép là đóng cái cửa tí cho mọi người nào. Anh Thủy lùi xuống để cháu biết cho đóng đánh nó. Đóng cửa. Bác ơi. Bác có thể giải thích cho cháu lại ý nghĩa các cái trạng khác của cái khu vực cửa. Okay. Bác muốn theo phong cách gì các bạn? Cái kiểu là năm mai, quý, đang là tuyển trung tượng trưng cho xuân hạ thu đông. Đấy, đúng không ạ? Thì thường chúng ta lên làm như này thôi, cho như vừa nhẹ nhàng mà lại đơn giản đẹp. Thì ở bên trên các bạn nhìn thấy trên là khu vực cửa thoáng, thì nó sẽ có nhiều phong cách khác nhau các bạn nhé. Một thì gia đình có thể là thiết kế là ba. Đấy, ví dụ như là chúng ta làm hai ở dưới và trên là cái cửa thoáng ra. Đấy. Còn nếu mà chúng ta thích nhẹ nhàng thì chúng ta có thể làm cửa này cũng rất là đẹp. Đó. Đây anh có thể quay lên trên mọi người xem. Thì tại cháu bác giải thích một chút cho cháu là ở các khu vực ngoài miền Bắc ấy, thường thì người ta là sử dụng là con kìm. Nhưng mà ở đây cháu thấy rất là đặc biệt là mình đang sử dụng là toàn bộ bên trên là sử dụng rồng. Đấy các bạn nhìn thấy cái bên trên ấy, lóc ấy. Đấy thì chúng tôi sử dụng là đắp toàn bộ là đắp 3D nhé. Khác so với những đơn vị khác là họ dùng khuôn và họ sử dụng là đắp 2D. Đắp 2D thì không bao giờ nó có thể có hồn được. Các bạn nhìn thấy những sản phẩm đấy. Và hiện nay thì chúng tôi cải tiến hơn so với các công trình từ đường khác. Các bạn nhìn thấy dưới cái khu vực mà đắp hai vị rồng kia và ở hai bên hông thì chúng tôi đắp thêm những cái kiểu trang trí hoa. Và nhìn nó sẽ sinh động hơn rất nhiều. Thì bác để giải thích ý là sao là mình ở đây mình lại dùng làm rồng ạ? Là ở đây là vì là vì đây là nhân biển nên là ăn hợp với đi rồng đi thủy nên là cái họ này là thích để rồng. Vâng. Tức là do là truyền thống của mình ở đây là sử dụng rồng rồi. Thì chia sẻ với mọi người là từ đường ấy thì mỗi một nơi một khác chúng ta phải tuân thủ theo dòng họ và theo cái văn hóa ở nơi đấy. Có thể là nơi làm kìm, có thể nơi làm rồng. Đấy, chứ không phải nhất thiết là cứ từ đường là chúng ta phải làm kìm đúng không bác? Đúng rồi, và tùy vào đời nữa. Ví dụ như nhà mình ở đây là 9 đời rồi đúng không ạ? Đấy thì ý nghĩa nó lại khác nhau các bạn nhé. Đấy, xin mời các bạn ngắm lại một lần nữa. Và cái hệ mái này là chúng tôi sử dụng là lồng 3 lớp các bạn nhé. Anh có thể zoom lên chi tiết rồng và chi tiết là mặt nhật để cho mọi người xem. Cái sơn, nước sơn này do là quan trọng nhất. Anh chỉ quay vào cái kia cho mọi người xem này. Thì các bạn nhìn thấy cái nước sơn này là cái nước quan trọng nhất trong cái công trình này. Ví dụ như chúng tôi có làm đẹp đến mấy đi nữa nhưng mà sơn mà nó lại không được nước ấy, mà cảm giác các bạn nhìn thấy nhìn như là đá mà gắn lên trên lóc đấy. Đấy chứ không phải là chúng ta làm đắp bê tông đắp xi măng sơn giả đá đúng không? Đấy, nhìn rất là thật. Okay.
Rồi, xin mời mọi người vào bên trong cùng chúng tôi tham quan khuôn viên từ đường gia đình. Anh chỉ lùi lại một chút để em giải thích. Bác cứ mở giúp cháu. Và xin chia sẻ với mọi người ấy, khi mà chúng ta công trình từ đường đi vào hoạt động ấy, thường ấy thì chúng ta phải đi ở bên cánh gà đấy, chứ không bao giờ là chúng ta đi thẳng vào giữa, chúng ta bước hầm vào cái khu vực hầm cúng ở giữa này cả đấy. Thì đấy là một cái lưu ý thêm để chia sẻ với mọi người đấy, khi mà chúng ta đi vào hoạt động. Và chúng ta đi đúng theo cái cách mà chúng ta đi vào đấy. Đây thì là gọi là cái ngưỡng cửa bạn nhất. Thì có nhiều gia đình ấy, đây gọi là bậu cửa này. Bậu cửa này thì làm bằng gỗ này, dưới thì gia đình xây gạch, sau đó là sơn giải giải gỗ. Còn nếu mà nhiều gia đình có điều kiện hơn thì họ có thể làm bằng đá thì tùy. Đấy, và cái ngưỡng cửa này có tác dụng là gì? Là nhắc nhở con cháu khi mà đi qua là chúng ta phải gì ạ? Khi chúng ta bước thì chúng ta sẽ có cái độ khom các bạn nhé, độ khom lưng. Đấy, tức là chúng ta phải gì ạ? Vào cái trình tự đường chúng ta phải tính cả. Đấy, và công trình từ đường là công trình trang nghiêm, thì đấy là ý nghĩa của cái việc mà chúng ta có bậu cửa và ngưỡng cửa như thế này. Rồi, ok, xin mời anh Đào. Bác Xuân ơi, bác có thể giải thích giúp cháu một tí không? Thì cháu thấy ở đây thì là cảm giác rất thường, thì người ta chỉ để một ban thôi. Thì ở đây lý do mình gì mình để hai khu vực tam thờ như thế này? Đây là vì là nhà thờ từ đường đi dòng họ lớn, nên ban trên đó là đi ông thần tổ. Còn dưới này là các vị, là ví dụ là như là một trong cái từ đường đường tầng là ba tầng cao thì người trên à. Còn dưới này hai cao ba cao là những kiểu theo thì mới vâng vâng. Đây sau này bên trên, tức là bên trên gọi là thần tổ và thế thì ví dụ trên đấy thì mình để mấy bát hương, ở dưới này thì khoảng mấy bát hương? Một thần tổ là chỉ một thôi, chỉ một bát hương. Còn dưới này? Dưới này cũng một thôi, cứ một cốc này là một bát hương đấy. Anh Thủy có thể quay thêm cái kia, nó gọi là cái gì bác nhỉ? Long Nga. Đấy, cũng ở đây cũng hơi khác một chút. Long Nga có nghĩa là Nga. Tức là ngay của dòng. Long. Đấy, anh chị có thể quay qua cái gỗ này là gỗ gì bác nhỉ? Gỗ bằng Bình Hương Nam Phi. Bình Hương Nam Phi. Đây, sản phẩm đồ chất thì bác đặt luôn ở khu vực này luôn. Và bên này thì là mình là thờ gì ạ bác? Bên phía bên phải là vì cái phần là nam này, ví dụ lớn như cả chu nó được để cái cấp bên dưới các cái hiên cao gì sắp hơn. Các bạn nhìn thấy này, ở khu vực nghi thiết thì hơi khác một chút, đó là gì ạ? Là đây thì các bạn nhìn thấy trên là bác là mặt rơi đấy, còn ở giữa long hai thì là hai bên tóc rồng đấy. Thì khi mà chúng tôi đi làm các công trình ở mỗi nơi ấy, thì chúng tôi lại học được thêm một cái văn hóa ở cái khu vực đấy, đúng không? Thì chúng tôi sẽ kết hợp với gia chủ, vừa là gì ạ, tìm hiểu văn hóa phong tục tập quán ở đấy, vừa đưa những cái sản phẩm của chúng tôi và những cái tay thợ nghề chuyên làm về những cái từ đường này để tạo ra những sản phẩm từ đường mà độc đáo giống như các bạn đang nhìn thấy. Ở phía bên tay trái này là mình thờ phần là cái ô cô, đúng không ạ? Và anh thử có thể đi dựng lên chút chút. Rồi, và cháu thấy là ở đây thì cũng hơi lạ là có thêm một cái ban nữa. Đây là mình thờ gì ạ? Đây là gọi là thờ bà cô tổ. Bà cô tổ. Bà này là bà cũng là bà tổ. Bác để giải thích ý cái chi tiết trang trí ở đây cho mọi người. Trang trí thì bà cô thì thường thường là thích là chim phượng. Chim phượng nữa. Bà phượng. Còn ở giữa màu đen thì cái cùng là hình thức một cái mặt nguyện thôi. Vâng. Và chia sẻ mọi người cho anh Thủy đứng ra góc này đi. Anh Thủy xuống đây. Thì chia sẻ mọi người thì cái quan điểm của rất là nhiều người rằng là làm từ đường ấy, là chúng ta nên sử dụng là gạch đỏ để lát nền nhà. Đó, thì đấy là cái quan điểm ngày xưa của cha ông chúng ta thường xuyên chúng ta để lại. Thì khi mà chúng ta lát nền gạch màu đỏ ấy, thì vào mùa hè nó rất là mát và mùa đông thì ấm. Nhưng ấy, nó lại có một cái điểm là khi mà chúng ta bỏ chân vào
thì rất là dễ là bị bẩn đúng không bác? Đi chân đất vào. Cái thứ hai nữa là thời tiết khí hậu, đặc biệt là những cái vùng biển, vùng nóng như thế này thì rất là dễ bị lồn lên ấy. Quan điểm bây giờ mà chúng kể cả chúng tôi thiết kế cho các gia chủ là miễn là làm sao mà chúng ta chọn được cái vật liệu mà tốt nhất đó là lên là đá tự nhiên nếu mà có điều kiện, còn không thì là gạch, làm sao nó phù hợp với tông màu của công trình từ đường và thuận tiện trong quá trình sử dụng các bạn nhé, chứ không nhất thiết là chúng ta phải là gạch cỏ đó. Và cái khu vực từ đường ấy thì nó có đẹp hay không ấy, là cái khu vực trang trí toàn bộ các cái viền kẹo ở bên trên. Thì sau đây xin mời các bạn ngắm qua các chi tiết trang trí. Đấy, anh cameraman quay chậm cho mọi người xem. Thì toàn bộ các cái chi tiết trang trí này là chúng tôi lắp vẽ bằng tay bởi các cái nghệ nhân làm nghề đấy, chuyên làm công trình từ đường của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Đấy. Anh gọi để quay ra cái khu vực sân giữa này cho mọi người xem. Đấy, các bạn nhìn đấy, các cái dùi, đấy, khu vực xà gồ, các bạn nhìn thấy có thẳng tắp không ạ? Đấy. Thì rất là nhiều người sẽ thắc mắc là thế thì làm sao mà để làm thẳng như vậy? Nếu mà thợ không chuyên ấy thì nhìn vào chắc chắn là sẽ bị hơi bị cong vênh đúng không ạ? Đấy, thì cái này là chúng tôi là đã làm chuyên rồi, chúng tôi chuyên rất là chuyên làm về mảng từ đường này, thì chúng tôi sẽ có những cái kỹ thuật để xử lý làm sao cho công trình nó có những cái vẻ đẹp hài hòa cân đối nhất. Đấy, có thể quay chi tiết cho mọi người đi xem chi tiết thôi. Đấy, thì là anh quay chi tiết cho mọi người. Chi tiết phía trên cùng này các bạn thì thấy đây, đây là thượng lương. Đó. Bác ơi, bác cho cháu con hỏi tí là cái khu vực mình giữa thượng lương này là bác ghi chữ gì một không ạ? Ghi cho mọi người. Cái chữ này cũng lấy chữ lương kiểu. Mình xin thầy đúng không? Xin thầy. Vâng. Xin thầy. Đấy, còn ngày phía bên này ạ. Đây, các bạn sẽ để ngày bên này. Ngày 11 tháng 3 năm 2019. Tức là ngày mà chúng ta là ngày phân mộc, ngày phân khởi công, khởi công. Đó, thì tùy nhé, có gia đình thì ghi là ngày khởi công, nhưng mà có lơi thì là sẽ ghi là ngày cất lóc, tức là cái ngày cất lóc của cái mái nhà này. Đấy, khởi công. Vâng. Và anh có thể để quay kỹ các cái chi tiết cho mọi người xem. Đấy, và ở cái khu vực này là ở hai bên vía đầu hồi thì chúng ta lên sơn giả gỗ thì nó đẹp các bạn ạ. Chứ tôi thấy rất là nhiều nhà là để luôn cái mảng sơn tường màu vàng thì nó không hợp lắm. Đấy, chúng ta làm như vậy thì cả cái mái của chúng ta nó sẽ có một cái màu đầm. Đó. Rồi anh lại quay cái bên này cho mọi người. Và chia sẻ thêm với mọi người ấy, thì đối với công trình từ đường thường thì hai bên ấy, cánh gà là chúng ta sẽ làm cửa sổ và cửa sổ chữ thọ đó, để chúng ta lấy thoáng không khí cho công trình này. Đấy, và các bạn lưu ý giúp cho tôi như chúng tôi làm thì bạn nhìn thấy ở cái khu vực khe hở bên trên kìa. Anh zoom cái phần chi tiết khe đấy ở giữa gian giữa này cũng được đó. Đấy, thì bao giờ ấy là chúng tôi không bao giờ xây tường kịch lên cái phần dầm ở phía bên trên cả. Đấy, mà chúng tôi để ra một cái khoảng hở, tại vì cái mái đằng sau nó sẽ đua ra mà. Thì cái thời tiết ấy, ví dụ như trời mùa hè này rất là nóng lực thì chúng ta bao giờ cũng có khí đối lưu. Ví dụ như trong lúc cái công trình từ đường của chúng ta không sử dụng, chúng ta đóng cửa thường xuyên thì bao giờ cũng có khí đối lưu vào các bạn nhé. Đấy, thì đấy cũng là cái điểm lưu ý các bạn giúp cho tôi. Rồi, anh có thể thu nhỏ quay lại đây. Và một cái điểm lưu ý nữa là tôi muốn chia sẻ với mọi người thì trong quá trình mà chúng tôi làm từ đường thì chúng tôi cải tiến đi, đó là gì ạ? Ngày xưa thì các cụ hay đường cái cột này, các cụ đưa chỉ làm nửa cột thôi, ốp luôn vào khu vực đường này. Nếu mà làm nửa cột ốp khu vực đường này thì cũng được, nhưng ấy, chúng ta làm tách ra như thế này chúng ta sẽ khoe được cái sự bền thế của công trình này. Các bạn nhìn thấy là bốn hàng cột, nó rất khỏe quắn vững chãi,
Đấy, đặc biệt cái cả khu vực sau đấy thì rất là nhiều gia đình là gì ạ, làm chỉ lửa cột thôi, coi như là kiểu là chịu được luôn và vừa là trang trí luôn. Đấy, nhưng mà chúng ta lên tất mạch ra cái hàng cột ở gì ạ, đằng sau và hai hàng cột bên hông thì cảm giác công trình chúng ta rất là vững chãi và khỏe khoắn bởi những cái hàng cột như thế này. Và thường thì phía bên trong của công trình đường thì là sơn màu vàng, thì có thể là vàng nhẹ hoặc là vàng đậm. Đấy, như đây công trình nhà bác thì sử dụng cái màu vàng vàng đậm một chút. Đấy, nhìn cảm giác như là nó ấm cúng hơn đối với không khí từ đường như thế này. Đấy, anh thử anh đứng lại, anh chỉ view ở góc này cho mọi người nhìn. Đấy, thì các bạn nhìn thấy này. Đấy, kể cả khu vực ở phía đằng trước, trên khu vực bức màn như này, đó, ở trên cái dầm ấy, thì chúng tôi không bao giờ xây sát với cái khu vực mái cả. Chúng tôi phải để làm hở ra. Tại sao? Tại vì khi mà tôi vừa nhắc lại rồi, khi mà gió nó luồn từ đằng sau ra thì nó phải có cái thoát ra đằng trước đúng không ạ? Hoặc là từ đằng trước thì phải có thoát ra đằng sau. Đấy, các bạn nhìn đây, chỗ này là tôi chỉ này. Đó, chứ không bao giờ chúng tôi xây liền. Thì đấy là một cái số để lưu ý nhắc nhở mọi người. Và cái mái chúng tôi đua hẳn ra rồi, có những cái bẩy đua ra lên sẽ không bao giờ bị hắt mưa vào cái khu vực đấy cả. Đó. Bác ơi, cho con hỏi một tí nhé. Thế thì cái tổng diện tích của công trình đường này bác có thấy là bao nhiêu không? Đúng như mặt bằng đấy. 75 mét đúng không? Theo đúng một cháu thiết kế là 75 mét, tức là mình đúng theo thiết kế luôn đúng không ạ? Đó, và công trình của mình ấy thì khoảng bao giờ là mình đầu tháng 8 là thì các bạn chú ý giúp cho tôi, đây là toàn bộ là mảnh đất chỉ làm từ đường chứ không có ở biết gì cả. Thế anh chỉ đứng ở cái khu vực đây, anh view xuống đi, đứng từ đây view xuống này. Thì sau này ấy, mà cháu hỏi thêm một chút là cái việc mà mình ăn uống ấy, thì mình định làm cái đằng trước này hay là mình làm riêng ra? Không, ví dụ mà ăn uống là từ đây mà xuống là 25 mét mà đấy. Nên là từ kia ngoài từ đường này xuống đến nó thì chúng tôi cố tình chúng tôi hỏi như vậy để muốn toát ra cái ý là gì đấy, trong cái khuôn viên sân vườn không có ở như thế này thì khi mà con cháu về đây thắp hương ăn uống là sẽ có cái khoảng sân ở phía đằng dưới dọc và hai khoảng sân dưới nữa thì thao hồ đúng không? Coi như cái sân này mình không xúc động chạm gì đến, và chúng ta chỉ sử dụng từ cái cấp dưới đấy, thì các bạn nhìn thấy là cực kỳ là rộng rãi thoải mái. Mà anh lại có cái tức là tráng nghiêm trên này nữa, tức là mình không động gì đến trên này cả. Vâng, thì hy vọng là các bạn đã tham quan chi tiết cái công trình từ đường. Thì cháu rất là cảm ơn bác đã chia sẻ cùng mọi người. Nếu mà các bạn muốn có một cái công trình từ đường đẹp và mang đậm cái phong cách của dòng họ của mình, cũng như mang cái ý nghĩa dòng tộc văn hóa ở trong cái công trình từ đường đó, giống như công trình từ đường của đại diện Bắc Xuân là đại diện đây, thì các bạn liên hệ chúng tôi để chúng tôi tư vấn cho quý khách hàng, và chúng tôi sẽ thi công chọn gói cho quý khách hàng.